chọn cái vụ mùa nắng này thì bà con có thể là kết hợp thêm cái gối gấp lút á, để bà con có thể là kết hợp chung với diệt mầm hoặc là cỏ cây á bà con, cho dàn lúa mình nó sử dụng cái phôi nhũ trong hàng nó tốt hơn. Rồi bắt đầu quay qua bà con gãi phân rồi, tầm khoảng 6 hoặc là 8 ngày á là Lưng sẽ cho bà con ngót cái đậu ghê rồi. Rồi bắt đầu quay qua là 12 cho tới 15 mình sẽ tiến hành là xịt một thân hộp trò nha bà con, cho dàn lúa của mình đó nó ăn phân tốt, nó ăn được hai đầu phân luôn á, nó ăn được cái đầu ở thời điểm là lúa 7 ngày với nó ăn thêm một cái đầu là ở thời điểm là lúa 14 ngày mình gãi thêm đợt nữa rồi, tại vì Lưng chia nhỏ cái đầu phân đầu á bà con, cho cái bộ rễ của mình nó phát triển sớm, nó ăn phân sớm. Thì bắt đầu quay qua là tới thời điểm là lúa 24-25 là ở thời điểm đó đó là mình sẽ dược phân xuống, mình không có cần gãi phân nhiều giai đoạn đó, tránh cái tình trạng là đậu ôn sụp mặt nha bà con. Vụ tới á, OM 18 vẫn còn đậu ôn á, bà con có thể là áp dụng. Còn đối với OM 54-51 á, bà con có thể là áp dụng cái bài phân là chia nhỏ đậu phân đầu vẫn được, nhưng mà cái lượng phân của OM 54-51 á thường là Lưng tăng lên 2kg nha bà con, nó sẽ nặng phân hơn là OM 18 để mà tránh cái tình trạng là vàng cam chết cây á trong cái vụ mà hè thu tới nè, cái vụ nắng nóng nè. Đó, cứ đi cái bài phân đó của Lưng đi, rồi kết hợp một thân hộp trò xịt sớm. Khi mà cái dàn lúa của bà con á nó phát triển sớm, nó sẽ chống chọi lại rất là tốt với những cái điều kiện thời tiết bất lợi, và cái cây á, của mình nó sẽ lực lắm bà con. Hầu như là hôm nay á, bà con áp dụng cái công thức mà gãi phân của Lưng á, bà con báo cho Lưng á là đẹp giống như lúa đông xuân. Rất là nhiều bà con mà xài công thức phân mà Lưng đưa chia nhỏ đầu phân đầu á, chỗ đầu đợt tới cái đợt chòi á, đưa NPK với UG với kali chen vô một cái, hai cái lá nó dày dữ lắm luôn á bà con, cây cứng ngắc à, thì nó sẽ giảm thiểu cái go mà lúa bà con bị mũi hành nè, bị đậu ôn rất là cao luôn. Thì như vậy bà con mình mới nhẹ tiền đó. Còn cái việc mà kết hợp cái dơi vàng đậu ngoài farm á, thì Lưng thường là Lưng cho bà con kết hợp ở thời điểm là lúa 22 cho tới 28 ngày trong cái giai đoạn đó đó. Lúa mình phát sớm thì mình xịt sớm, rồi bắt đầu quay qua là mình sẽ gãi phân nuôi chòi là ok rồi. Đó, mỗi người có cách làm riêng thôi bà con. Nếu mà bà con tin tưởng cái đường hướng của iFarm là đi đôi giữa công thức phân và cái thuốc phun xịt á, thì bà con có thể là liên hệ với Lưng, số điện thoại Lưng để cho màn hình nha bà con. Nếu mà bà con thấy video này hữu ích á, thì bà con có thể là cho Lưng một lượt like, một lượt đăng ký kênh để bà con mình xem nhiều video mới nha. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Thường mà Lưng làm á bà con là Lưng sẽ xem cái đặc tính của giống đó như thế nào, nó có phù hợp với cái nền đất đó hay không. Tiếp theo nữa là nó có cái sâu bệnh hại gì và nó nhẹ phân hay là nặng phân. Chứ bà con không biết gãi phân mà bà con toàn lo xịt thuốc không à. Và đối với cái thời gian sinh trưởng nữa, mỗi mùa nó mỗi khác, nó không có giống nhau đâu bà con. Ví dụ á, dàn lúa của chú nè có 37-38 ngày có đồng à, nhưng mà cái dàn lúa còn sung là Lưng nới ra là tới 41 ngày mới gãi, 41-42 ngày mới gãi. Rồi bắt đầu cái thời gian phun xịt, cái thời gian gãi phân nữa là Lưng đều nắm hết đó bà con. Lưng sẽ tư vấn cho bà con làm, rồi quản lý nước nè, sâu bệnh hại cho cái giống lúa đó nó nhiễm cái gì, thì mình sẽ tiết kiệm tiền nha bà con. Chứ để mà không nắm đặc tính giống, không nắm công thức phân, rồi quản lý nước như thế nào, không nắm đặc tính giống, không nắm công thức phân, rồi cái đặc tính giống như thế nào mình cũng không biết nữa, thì mình sẽ rất là tốn tiền. Nói cái nào đáng xịt mình xịt, mình biết cái giống đó nó vô gạo dở thì mình kết hợp để mà thúc gạo, còn cái giống đó đó nó vô gạo ngon rồi thì thôi, không cần thúc gạo để mà tiết kiệm. Màu lá mà con thấy đẹp hết, hồng đẹp không? Dàn lúa này trúng lắm nha bà con. Để xem coi thu hoạch cái dàn lúa này năng suất như thế nào. Quá đẹp luôn. Và bà con cứ đăng ký kênh dùm cho Lưng đi. Tại vì từ đây sắp tới nè, Lưng sẽ đăng liên tục luôn cái quy trình của vụ hè thu. Nó sẽ có sự thay đổi nha bà con. Mình sẽ không có xài nhiều sông mã nữa, mà bên iFarm sẽ đi song song á,
là cái bộ là lợ ca kẽm á bà con, lợ ca bưu la kẽm, để mà mình kết hợp ở giai đoạn chỗ sạc chỗ điều trên màn hình đó. Đừng để cho màn hình, bà con có thể xem là vụ hè thu á, với kết hợp với phân tốp đưa vô hai cử liên tục là ở giai đoạn lúa chỗ sạc chỗ điều trong cái vụ mùa mưa tới này, để mà hỗ trợ quang hợp nè đó, bảo vệ tránh cái tình trạng là phân chế bị lá lên lớp hạt vô nấm và cái đồ cổ bông. Vụ tới thì chủ yếu là đánh tập trung á, là cho cây lúa mình nó quang hợp tốt nè, điều chỉnh cái công thức phân tránh tình trạng là dư lá để mà không bị cháy bị lá, cho dàn lúa mình nó vô gạo thuận lợi, tránh cái tình trạng là bỏ cày dây trứng cá, vậy thôi bà con. Còn ở thời điểm lúa nhỏ thì tập trung đi phân sớm, hỗ trợ cho dàn lúa mình nó phát triển bộ rễ sớm, năng phân sớm, và kết hợp là sau đục thân mũi hành để mà phun xịt ở giai đoạn là nuôi chồi đẻ nhánh, vậy là ok đó bà con. Nên là bà con cần Lương tư vấn về quy trình iFarm á, thì bà con có thể là điện trực tiếp cho Lương. Lương sẽ báo chi phí cho bà con và sẽ tư vấn cái quy trình các cái giai đoạn phun xịt luôn cho bà con mình nắm. Nó gần siêu đó bà con, dàn lúa này chắc tới cắt là nó sẽ siêu á, tại vì cái vô cổ càng nặng á, cái lúa mà nó già thì nó sẽ siêu xuống. Hè sáng lắm rồi con, hè còn trong bóng à. Thank you.